Hôm đứng góc xin chào bà con và các bạn. Hôm nay đến Khánh Bình, Khánh An để lấy cắt lá bồn bồn gì? Bồ rồi về cho nhà thuốc từ thiện quý vị. Đây là trong nằm trong cái vườn xài quý vị. Cắt mới được. Mấy đứa mà nó nói vậy chứ nó cũng nghề nghiệp lắm. Cái gì là trong vườn xài cái gì thấy xài không? Đó. Chú quên ăn nhem quá chú quên. Đứng là đứng vậy tính. Cái này lại. Quay luôn tức. Rồi muốn lại. Quay cho người ta thèm cho. Quá ngon cái gì à. Quá. Đứng hai người đứng nói chuyện đi. Quá ngon cái gì à. Quá ngon cái gì à. Diễn hoài gì đó. Rồi hồi ta về ta kêu về. Diễn hoài tới nào tới gầu về. Cắt từ từ đi, tới bằng đầu bằng đít bó dễ ha. Không có đầu gối nữa kìa. Không có đầu bó nữa kìa. Cắt nó luôn đi, cắt hết luôn đi. Phải cắt trước, cắt sau cũng cắt à. Cái đường này thẳng lên con đi phải. Mình đang xài nóng thấy rồi, dầm thấy rồi. Chịch xài hả? Tết đời nãy giờ chua ăn xài của người ta, tờ giờ làm trứng luôn rồi, chết luôn rồi. Tờ ơi, nãy chua ăn xài kìa, chết luôn rồi, cặp mấy trái đây luôn rồi. Chưa chịch thuốc không sao. Bà Bảy bị bệnh, báo bà tay nhất cái gì mà cũng... Ông Lợi, cái thằng không biết cắt, ông Lợi đây ông quay. Quá xài quý vị ơi. Mấy bà, chỗ mấy bà biết cắt kìa, Lợi quay đắng đi. Ta phơi tao làm. Bự. Lửa hoài sao nổi mà lửa. Coi chừng không có lý. Anh hai ơi, đi dắt bên này nè anh hai ơi. Đi dắt bên này cho tao ngồi lên thịt. Chú ơi, cho con hỏi chú là chủ vườn ở đây hả chú? À, chú vườn năm nay vườn ở đây. Dạ, vườn vườn xoài của chú năm nay đạt không chú? Năm nay thấy tương đối khá, nhưng mà không biết giá cả nó làm sao chưa biết nữa nè. Chúng mùa chúng giá thì tôi cũng năm nay cũng phát triển cũng được. Không có đồng bạc nào hết trơn. Có tiền cũng có hộ không chú? Ở đây cũng có con mực nữa nè. Em cũng cúng thức thứ tư. Đâu có mực đâu. Qua chữ rồi. Nè, lấy không? Có mực tốt lắm á. Nhiều bệnh lắm á. Thấy không? Con ăn sống không chứ đừng nói mà ấy. Nhai cái là rồi đó. Nè quý vị, bà con đang cắt lá bồ bồ về cho nhà thuốc nha quý vị. Đây nè quý vị, đây là người ta nói là không làm cũng vẫn có ăn nha quý vị. Đây,
Đây dưỡng sáu tôi nè, không làm cũng vẫn có ăn, thấy không? Đừng có làm cái nè, nói không? Nè quý vị, không làm cũng vẫn có ăn, ăn mà ăn xài á. Nó rồi nè, ông cứ bởi vậy nè quý vị, đây nè, nó tới luôn. Đây nè, ông nói là không làm cũng vẫn có ăn nó, ông làm ngay chỗ cây xài đó không quý vị. Của chung biết rằng có hai nó cũng đỡ mình lắm, trời ơi, nó hoạt bát hơn mình. Ờ à, anh nói vậy đi, tôi đâu có nói gì đâu, có nó thì mình đỡ một chút, mình đưa nó lên hoài cái nó vượt. Mấy quý vị nào mà có cá có đồ nữa quý vị ra đây cho cá ăn đồ được nha. Đây kìa, có nuôi cá kìa. Ở đây là cái gì cho cá ăn nữa. Chị hái dưa muống này bầm ra. Cho cá ăn. Con ngộ lắm rồi nó ăn. Ngộ lắm rồi nó ăn. Kỳ lắm rồi nó ăn. Có vấn đề đó ăn, hiểu rồi. Đây này quý vị, ổng ngồi nãy giờ ổng ngồi không có đi được hai cái chỗ mấy cái xài này. Có 3-4 trái à. Ổng tính là ăn mà thấy quay phim ổng không có ăn này quý vị. Nè. Đó. Ngồi ngay đây hoài luôn. Mình quay phim mình đưa lên tới xã hội nó, sao cái đội này nó kỳ lắm nha, không phải kỳ mình đã tao ngang luôn mà tám mày cũng bị luôn đó. Mà tám nữa ha. Vậy chứ nó bây giờ nó đang cầm vậy mà nó đưa lên, nó nói mình ăn xài. Ờ. Mà mình luôn mà ảnh hưởng luôn nữa chứ. Còn như anh đang khỏi lên mà coi. Thế này anh không có vụ này đâu, để anh tính với bà tám nó được rồi. Cái này xong rồi chút xíu nữa hết rồi chú Hải. Dạ. Thứ hai mình gặp cọc cọc cọc. Thị trường là được rồi. Ở bên này cái vườn xài này kinh doanh dữ ghê luôn ta. Nuôi cá luôn kìa ông mừ. Cảm ơn nuôi cá luôn phải không? Xài trái ớn không quý vị? Đó. Đúng là Long Bình là xứ xài mà. Nhìn ngon rồi chứ đi lậu lậu. Đây hai hôm nay bữa nay ăn ghê quá ta. Quý vị hôm nay đoàn những con em đi tới Long Bình nha quý vị, thì lấy nó thuốc bồ về cho nhà thuốc từ thiện nha quý vị. Đó. Anh em đang bó nè cây lá bồ bồ quý vị.
nó là cũng là một vị thuốc chứ cái gì mà em không biết, chưa có biết được cái gì. Anh em đang bó vô cắt rồi xong rồi bó đó quý vị, nằm trong vườn xài quý vị. bữa nay tính ở nhà mà thấy anh em gom rồi đông, ảnh chị không nổi cái ảnh thay đồ luôn. anh nói vậy nè thôi Tuấn nè, dây nè, bữa nay đi nha, ở nay ở nhà cái sao mà ông mừ đồ qua ầm ấy nằm trên chỗ ông Nguyên, anh bay xuống liền lấy áo đi liền. Nè quý vị ơi, đây là một cái lá cây bồ bồ nha quý vị, cái này về cho nhà thuốc đó làm thuốc đừng hút cho bà con uống, chứ em thì đi chỉ là biết là nay là mình lấy cái lá này rồi bồ bồ mày thôi đó. Còn cũ á thì người ta cũng có xài nữa mà người ta không có cho, tại vì cái cũ á là người ta để làm giống tiếp nữa quý vị. Cái cũ thì ta để làm giống tiếp, ta làm giống để cho có lá đặng cho nhà thuốc nữa ta tiếp mấy quý vị bà con cô bác. Thấy video này có ý nghĩa thì cho Phạm Tấn Vlog xin một đăng ký kênh, một được chia sẻ để làm Tấn có động lực với bà con cô bác ơi, đặng có để làm mấy cái video thuốc này thuốc nọ cho bà con cô bác biết. Nhìn thôi làm gì có chỗ trồng. Mé hả? Chú mé phải mà bữa hổm chú Hải không lấy ba coi xước rồi được rồi hả? Bỏ đâu lấy bữa hổm lấy lấy mấy này đem về nhà trồng ở dưới mấy sông rồi. Cái gì? Làm gì có chậu, có nước rồi đem xuống xíu mé cầm thí đại chứ sao? Ừ? Ông để đây ông kiếm cái lấy mớ đi, lấy gì bãi trồng luôn. Nè, ông lấy ông mấy mớ cột cho em đi nè. Lấy đi rồi về em ấy giống luôn. Cái này mà mấy ổng rồi lấy cũ, đường nào lấy cũ ra cho ra ta. Hả? Nói ví dụ ở trên Long Bình người ta cũng có kinh doanh thấy không? Ở trên nó gì vườn xoài. Này quý vị. Ở trên này vườn xoài nè, ở dưới đây là tao nuôi cá. nuôi cá quý vị, thấy không? Đây, hầm này để mấy cái ao này ta nuôi cá luôn quý vị. Ấy thì đặng em không để đó đây em gì biết đâu nhảy thì em xuống sông trồng. Có cái thằng kia chứ, nó nói còn nó có công gửi đất kìa. Nó có công gửi đất rồi, nó cho mượn chồng kìa, có chồng gì chồng luôn. Nếu vậy rồi quý vị thấy video này có ý nghĩa thì cho mình xin một đăng ký kênh như quý vị, một lượt chia sẻ đặng em có động lực làm tiếp mấy video thuốc để cho mấy vị biết rồi thuốc gì thuốc này sao có quý vị. Bồ này làm gì nấu gì chứ chú Hải biết không? Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ, bồ bồ này ta làm thuốc gió nghe quý vị. Để vô mấy cái thang đó, là hốt thuốc làm gió má rồi đó. Nhưng cho bà con uống cho nó hết quý vị ơi.